Chào chú Quốc Võ. Dạ. Tôi muốn nhờ chú đưa cái lời nói tôi lên mạng đó. Dạ. Về vấn đề ông Võ Hoàng Yên đó. Dạ. Có được không chú? Dạ được, xin hỏi quý danh của chú là gì ạ? À, tôi tên Lê Trung. Dạ, chú Lê Trung là chú sống tại đâu vậy? Dạ, tôi ở hiện tại bây giờ ở Houston, Texas. Texas, dạ. Bây giờ chú muốn trình bày về cái chuyện gì chú? Dạ, chuyện này tôi có đứa con. Thì tôi, cái vấn đề mà ông Võ Hoàng Yên á. Dạ. Thì ông quýnh con tôi. Trong lúc chữa bệnh, ông quýnh con tôi, ông quýnh bà xã tôi luôn. Tôi bị cái vấn đề đó mà tôi cứ đè nén hoài tới bây giờ đó. Thì bà Võ Hoàng Yên lên tiếng đó, thì tôi nói thật. Ở bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì tôi rất cảm ơn. Nhờ vậy mà có nhiều người tôi đọc ở trong cái mạng của chú đó. Yeah. Đưa lên có bà già mà 85 tuổi và bị xô đẩy và chú nhủi đó. Yeah. À, giống như tôi, cái tình trạng giống như tôi hịch gì thôi. Thì nữ ra tôi muốn chú đưa lên và đừng cho tôi giấu mặt đi nha. Dạ, cái này là việc thật. Việc thật. Thì chú sẵn sàng cho tôi nói chứ gì? Dạ, con sẵn sàng rồi. Thì bây giờ chú trình bày từ đầu là tại đâu và lúc nào chú ha? À, tôi thì ở Houston. Dạ. Trong thời gian đó ông Võ Hoàng Yên qua đây chị Vĩnh ở mấy cái chùa Việt Nam. Dạ. Mà tôi không có cái điều kiện để mà gặp ông. Cho nên khi ông trở về Việt Nam á, thì con tôi, thằng nhỏ nó bị bệnh bẩm sinh. Dạ. Yeah. Là nó bị bệnh là Down syndrome. Dạ. Yeah. Là bẩm sinh. Không biết nói chuyện mà cũng không nghe được. Mà lại nó bị cái bệnh buốt cổ nữa. Thì tôi thấy người ta đồn không hay quá. Nhưng mà khi tôi đến thì không kịp. Ông trở về Việt Nam rồi. Thì sau chuyến đó đây mùa hè, năm tháng 6 đó, thì học trò nghỉ tôi mới có cái điều kiện để đưa con tôi về Việt Nam với bà xã tôi. Dạ. Thì tới Việt Nam rồi á, tôi nhờ người nhà đăng ký số cho tôi. Thì trường hợp đầu tiên á, là tôi gọi những cái số mà ở nhà trọ để chứa những người mà chỗ ông Võ Hoàng Yên trị bệnh đó, thì cách đó khoảng 400 mét, thì không có nhà cửa gì nhiều đâu. Thì rất may là có một người đó, người ta cho ở trọ đó. Nhưng mà trước khi về tôi có gọi điện thoại để mà cho tôi đăng ký phòng, nhưng mà cuối cùng rồi cũng không được và bắt số cũng không được luôn. Cho nên tôi mới đưa gia đình ra. Thì chúng tôi ra đó là tháng 5, tháng 6. Mà ở nhà trọ của một người đó, thì tôi nói thật với chú nha, tôi không còn biết cái vấn đề gì mà vệ sinh cá nhân gì trên. Cho nên nó khổ tới mức độ mà sáng không có gì mà ăn. Đó, ngay chỗ ông Võ Hoàng Yên bán ấy, chỉ có túp liều che nhỏ ăn chiếu vậy thôi. Là ăn mì gói với là nước sôi thôi. Dạ, bây giờ cho hỏi là thứ nhất là cái thời điểm đó là năm nào, và cái chỗ mà ông đang ở đó là cái chỗ nào, khu vực nào chú còn nhớ không? Dạ, cái năm 2014. Dạ. Dạ, và cái địa điểm là trung tâm phục hồi chức năng ở Hà Tĩnh. Ở Hà Tĩnh, rồi, ok. Dạ. Dạ, thì tôi á là đưa cháu ra ngoài á, thì chúng tôi ngồi chờ suốt một thời gian. Ý là chúng tôi ở cách đó có 400 thước thôi. Mà ra nó ngồi chờ, bởi vì mình mới ra mình đâu có biết cái vấn đề mà người ta bắt thăm hay hoặc người ta lo lót gì. Tới chừng điều kiện cho tôi thấy rõ là cái bà chủ của tôi đó, bà chủ cho trọ đó, thì tôi mới nói chuyện với bà. Tại vì tôi đợi chờ lâu quá không được, cái bà nói thôi giờ đưa tiền cho bà đi. Rồi bà sẽ lo cho. Rồi bà có 500 ngàn thôi à. Dạ. Yeah. Thì tôi thấy vậy tôi cũng mừng. À, tại vì đến đó cái cho nên là tôi không biết bà có lo hay không, mà gia đình tôi cũng đến đó chờ. Thì chờ lâu lắm thì người ta ra, người ta mới biên cái số cho chúng tôi, và người ta lấy mỗi bệnh nhân vậy đó, và mỗi người 100.
100.000 ấy, Dạ. thì chúng tôi cũng làm xong cái bộ phận đi. Mình tưởng là do cái số đó mà từ từ mình trốn, mình đâu có chần chờ gì nữa. Thì gia đình tôi bắt được một số 106, mà tôi nói chờ từ sáng cho tới chiều, tới 7 giờ tối á, mà không có được kêu tên gì hết á. Mà cái bà chủ trọ không biết bà có lo lót gì cho chúng tôi không, tôi lúc đó cũng không biết đâu. Mà đến đó thì trả cho mỗi người 100 làm cái biên nhận Cái đó là đàng hoàng, cái phiếu, cái phiếu mà cho cái phiếu, còn 500 là đúng không và ạ? còn cái số tiền 500 để đưa cái bà chủ trọ. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng tôi không có được gọi, thì tới chiều tối luôn á tôi mới thắc mắc hoài, tại sao người ta mua đông dữ vậy, tại sao mỗi người có một cái phiếu và một cái số trên tay. Thì chúng tôi thì lấy làm thắc mắc lúc từ đó đó. Tôi nói bây giờ có cái số gì vậy, tại sao mà chen lấn làm gì. Nhưng mà không ngờ chú Quốc Võ, mình không biết, người ta Dạ. lo tiền, và người ta lo tiền ta không cần bắt số mà mình không hay Dạ. đó. Thì tới chừng mà tôi thấy người ta ào vô và sợ tôi dắt thằng nhỏ vô bị lấn cái này kia kia nọ không có vô được. Thì lúc đó là có một người kêu và sợ tôi bọn đứa nhỏ vô trong trong cái phòng để chữa bệnh. Thì tôi đến đây thì bà vô một mình để nhờ bà nói chuyện giùm chú cho chú nghe giùm tiếp tục nha. Dạ. Dạ, alo anh Võ. Dạ dạ rồi Dạ anh rồi, Võ. giờ có nói đi ạ. Dạ, coi như cái tới tới cái giai đoạn mà em chờ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Trên 7 giờ tối thì có cái kêu Lê Thị Bé Năm. Đó. Kêu tên xin lỗi thì luôn nó tên em. Kêu em, kêu vô với em với con em. Cái số là 100 mấy gì em không có nhớ, nhưng mà vô trong đó rồi á thì dạ 106 chờ vô trong đó thì em thấy cũng như 10 người vô lần 10 người vô tớp. Nhưng mà em vô em chờ em vô em cứ tại vì con em nó khờ nó phá phá cái em theo em giữ giữ nó đó, Dạ. thì khoảng 30 người mới tới em, cũng như em nhường 30 người đó bị giảm làm không lợi, bị gì cứ tớp 10 người này chưa hết là kêu tớp 10 người khác. Thì em mới mê cái thằng này, cái anh đó ảnh cũng là cái người trị bệnh á, nhưng mà ảnh không có bóp lử, ảnh là ông Võ Hoàng Yên là trị bệnh về câm điếc, còn cái anh đó là về tai biến hay gì không biết. Cái anh nói là chị ơi chị ngồi ở đằng sau chị nhường hoài thì từ đây tới mơ chị cũng bị vậy, chị cứ việc ngồi ăn trước đi. Thì em lên em ngồi trước, ông ấy nói đồ nường bà con gái, ông Võ Hoàng Yên á, ông nói ở đồ cái nường bà con gái thì không có ý tứ. Theo mắc sự chỗ người ta ngồi ngồi lên mà ổng nói mà ổng không có giờ mặt mình, cũng như ổng chửi vậy rồi thôi, mà mình cũng không có phân bua là tôi đã nhường cho người ta mấy chục người rồi, mình cũng không có dám phân bua vậy nữa. Rồi bắt đầu cuối cùng mới là lại mà chờ được ổng chị á, thì ổng nói là mấy phiếu anh nói chị bệnh nhỏ câm điếc con em, thưa bác sĩ thưa thầy, con của em là nó bị là bẩm sinh câm điếc, nó bị bẩm sinh là Down syndrome, nó cháu không có nói được mà nó hơi khờ khùng khùng nha anh, khờ vậy đó. Rồi rồi ổng ấy em nói vậy đó thì ổng em mới nói là thầy cho nó thầy khiển làm sao cho nó đừng có quýnh cha quýnh mẹ, đừng có phá đồ nó phá quá chừng thầy ơi. Thì ổng kéo cái lưỡi con em ra xong ổng quýnh một cái bập tai một cái, em nói táo ngửa hết trơn, quýnh một cái thằng nhỏ ha, cũng như là em nói nó điếng hồn hết chân luôn đó. Ổng quay qua ổng tán em một cái nữa là cái thứ hai, ổng nói đồ đừng bà hư không biết dạy con, là toàn thể ở đó đều biết hết. Thì bắt đầu á là ổng đi ổng gọi xong cái ổng kêu con em ngồi đó, ổng kêu con để ngồi con ngồi đó em đi chỗ khác. Em mới nói dạ thưa thầy em còn cái phiếu em trị bệnh cho em. Ổng kêu cái thằng đệ tử á kiểm lại coi có phải là mua 2 phiếu không hay là mua 1 phiếu mà chỉ 2 người. Em mới nói em á tên của em đàng hoàng cứ đọc đi, em mua 2 phiếu em với con em mỗi người chị 1 phiếu, em không có mua 1 phiếu mà chỉ 2 người. Thì cuối cùng ổng trị cho em, ổng bấm sao mà ổng em nói con mắt em không có thấy rõ đó, với em quên ổng bấm ổng cúng cái đầu hai cái trán này một hồi, cũng như hai cái cục sưng bầm hết trơn nha. Rồi ổng nói là ở đây nè có ai thấy cái cọng rau chai ở ngoài á, ai có nhổ dùng cái cọng rau chai không, thì có cái chị đó chỉ đưa vô cái cọng rau chai. Thì em thấy ổng lột cái cọng rau chai ra đó rồi ổng đâm 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 vô mắt em á,
một hồi ông nói em á là bị trong mắt làm sao mà bị mù, chẳng mà bị nó mờ, lý do là mù trong mắt không phải là mù nhưng mà ông nó bị cái gì đó. Thì nó ngay lúc đó ha, em dòm tao hỏi em dòm ông hỏi thấy hiểu không, thì nó ngay nó thấy rõ lắm chứ mình nói ngay thấy sáng trưng à. Dạ rồi cái em nói dạ thấy, em nói ồ cô thấy chữ rõ quá à. Thì bắt đầu là cái đầu đau quá bị gì giờ hai cục đầu cũng như là hai cái sừng vậy đó. Rồi một hồi ông bấm ông đẩy cái tay, trời ơi nó thiệt ông muốn té đái mà đâu dám nói cho nó xuống hết này kia. Thì bắt đầu á rồi xong cái qua bữa sau là em lo 500, cái bữa đó là em bắt số là em chưa đưa 500. Làm bữa sau gặp ổng nữa đó, em mới nói với ông xã em nói thôi bây giờ á là đi đi trốn trốn về, làm bộ nó bà ngoại chết trốn về không dám ở đây nữa ông ơi, cái này nó ăn công ký hay cái gì không hết mà giờ cái đầu tôi bây giờ nó tầm hết trơn bầm bầm hai bên cái mắt hết trơn à. Rồi em mới nói ông Trung ơi mua vé, thì hồi cấp ga thì em mua vé máy bay á là chỉ đi có là 4,5 triệu mà gì á thì tới một vé thì 4,5 triệu mua vé về luôn, thì em đi á nó ngay không có là lấy phiếu á thì chỉ có 200.000 với 500.000 loa là 700 thôi, nhưng mà còn về đó là tại mình đi xe cổ này kia thành ra mình tốn cũng khoảng 20 triệu. Rồi em về nhà em mượn ngay máy bay tại em đi máy bay không à, em về tới tới ngày em đi về nhà em bị gì về Vĩnh Long á con mắt em trị bệnh em mua thuốc để em muốn 10 ngày em chưa hết nữa anh Quốc Võ, nó sưng em nói hả đi tới đâu ai dòng họ đồ nó trời ơi nói mà cãi nói cãi kêu về đi chơi thì về đi cãi đi đăng ký đăng đồ thầy gì mà hết mà cãi, em nói thôi đừng nói nữa nói người ta cười chơi trong nhà biết thôi để sớm ghiền ta cười. Em nó sưng mặt mày con mắt nó đỏ quét ra rồi gì không có thấy không có mà trở lại con mắt không có thấy gì hết trơn, thằng con em hả không có phát triển gì hết trơn cũng bây giờ qua tới đây rồi giờ cũng như nhờ đi học trường cũng Mỹ này kia rồi đỡ thôi chứ còn ổng chị không có hết ho gì hết trơn không có hay ho gì hết trơn mà em nuôi em buồn hoài, nhưng mà em suy nghĩ thôi kể nỗi buồn mình cũng bỏ qua. Em nói thiệt đó, từng một tuần nay em chính gọi em Quốc Võ một lần rồi đó, rồi rồi bên Việt Nam mà dòng họ cũng nói thôi bỏ qua mà ông xã ông nói tức quá nói cho người ta biết chứ bỏ qua cái gì, rồi bữa nay ông kêu em gọi nữa đó. Cho em hỏi thăm chút xíu anh chị, là anh chị ở cái vùng ngay chỗ Houston gần cái chùa Việt Nam không? Đi lại chùa Việt Nam nè anh, cái chùa Việt Nam á Dạ, ở chùa Việt Nam á. biết luôn Dạ. Dạ, Việt tại Nam vì nhưng mà mình cứ gần không? nhưng mà mình đi trễ đó không có kịp, Dạ. ông chuẩn bị ông về lại Việt Nam rồi cho nên Mới mua vé gì vậy anh? tôi chờ tới mùa hè con tôi nghỉ học tôi mới mua vé tôi về, và tôi về tới thành phố Hồ Chí Minh tôi mua cái vé ra tới ngoài Hà Tĩnh á, nhưng mà phải ghé sân bay Vinh á, rồi mới trở ngược lên 50-70 cây số gì nữa mới tới Hà Tĩnh đó. Thành thử ra hồi nào tới giờ mình đâu có biết cái Hà Tĩnh ngay như sao đâu, đâu có biết cái gì đâu, đường xá gì ra tới ngoài rồi cái màn mà cái bạn không có chỗ rồi mà ở đó, ở chỗ đó ít người lắm, chỉ có cái bà đó đó, bà là hình như là cái nhà của bà Bạn anh hay gì nghĩa là ngon nhất bạn á, anh á tôi nghĩ là Kim Anh bạn anh gì gia đình cát bộ hay gì đó, chỉ có cái bà đó phải nhà cho đông ở lắm trọ đó, đông lắm tại mà tất tôi cả mọi người ở ngoài đi đâu á cũng đều ở trọ, tôi nói ở trọ nhà bà đó còn hơn là một người tù nhân ở vậy thôi cái bà đó đó. người ta tới giờ Cho người ta nên chỉ á, được mình cũng ráng mà ở đó để mà trị không bệnh, nhưng mà tôi nói thật đánh giá lại ông Võ Hoàng Yên có tài cán gì hết. là ổng là một ông thầy mà không có đủ tư cách, không có trình độ của ổng á là coi như là một thua một con người bình thường nữa, nhưng mà chúng tôi không dám nói vì ổng lúc đó là ai cũng xưng tụng ổng, chính tôi cũng đi theo đó là với đời người ta ca ngợi ổng là thần y đó, cho nên mình vì cái vấn đề con của mình nên tôi nói thật đi ra ngoài chữa bệnh con tôi rồi tốn tiền này kia nọ đó cũng hở thì vé máy bay không mà vẫn đi vẫn về cũng 20 triệu rồi đó, nhưng mà phải cái tiền bạc thì tôi không nói rồi, nhưng mà khi ra khám bệnh xong á ông không có cho mình một cái lời hẹn chứ gì, tôi mới lấy làm mạc ngạc nhiên, tôi mới hỏi bà xã tôi ông có cho cái ngày nào mà đến không, thì bà xã tôi nói không, ông không có nói gì hết á, tôi mới bắt đầu tôi mới nói trời giờ là chữa bệnh gì mà kỳ cục vậy nè,
nhưng mà tôi không dám nói ai chứ. Mình suy nghĩ, mình nói là đâu phải là thần thánh hay là cái gì đâu mà chữa bệnh, nhiều khi tiên Phật đồ chưa chắc là một lần một mà chữa hết cái bệnh đó. Qua là tái thế thì cũng chưa chắc là làm như ổng được. Thì đúng mà rồi. chỉ có thành tôi bắt đầu tôi nghi ngờ rồi, rồi tôi đánh dấu hỏi rồi. Mà thật sự giống như mấy người người ta đều nói đó, ổng trị bệnh nó đó có 2-3 bữa thôi rồi bắt đầu ổng cuốn gói ổng đi à. À, sau này tôi mới suy nghĩ lại cái lời nói của mình, suy nghĩ rất là đúng. Đi để chi? Để không có bệnh nhân đó, không còn gặp ổng lần thứ hai thứ ba nữa đó. Cho nên đó ổng đi để ổng chạy, ổng chạy cái vấn đề chữa bệnh ổng để đi chỗ khác, ổng lách mặt thì đúng lắm. Tôi nói ông Võ Hoàng Yên này không có cách nào mà có cơ hội để mà tôi lên tiếng được. Và hôm nay tôi nhờ ông Dũng với bà Nguyễn Thanh Hằng á, thì lên tiếng nói gì đó. Thì tôi giờ tôi cũng có nghe những cái người lên trước tôi đó, lên mạng đó, thì tôi thấy rằng đúng là cái cơ hội để cho chúng tôi lên tiếng cảnh giác tất cả mọi người, đừng có mê muội mà đi theo ông Võ Thành, ông Nguyễn, ông Võ Hoàng Yên. Tiền mất tật mang mà tệ bệnh không hết, dành thử ra tôi nhờ chú Quốc Võ lên tiếng. Dạ, thưa anh chị, cho em hỏi một số cái câu hỏi. Ví dụ như bây giờ là từ cái thời điểm mà đó tới bây giờ đó, là ông Võ Hoàng Yên ổng có về Houston để chữa bệnh thêm lần nào nữa không ạ? Dạ không, cái đó là tôi hình như là không có đâu. Dạ. Tôi không nghe nữa, giờ tôi không trước nghe đó, nữa. Trước đó ổng không qua. Như vậy là cái thời điểm mà ổng qua tại chùa Việt Nam đó là cái năm nào anh hả? Dạ. Cũng năm 14 luôn. Dạ, năm 13, 14. 13, dạ. Ồ, như vậy à. Tại vì ngày hôm qua em mới phỏng vấn một cái ông thầy mà dạy ấn huyệt ở bên Houston luôn. Tức là cái ông này ông có cái trường dạy, thì ông Võ Hoàng Yên ông đã đến đó để ông học cái khóa, một cái lớp gọi là ấn huyệt đó. Dạ, xin lỗi chú, tôi có lên mạng tôi thấy chú có phỏng vấn ông đó. Dạ, là vào năm 2015 đó, là tức là cái thời điểm đó là năm 2015 đó. Dạ, tôi có nghe chú phỏng vấn. Dạ. Ok, thì nó tóm lại thì cũng cảm ơn là anh chị cũng đã cho cái một cộng đồng bạn biết là cái sự việc nó như vậy. Nói chung là để em lát chút xíu nữa là em sẽ làm một cái clip á, em đăng lên trên mạng để cho mọi người biết. Tại vì mình thu thập những cái thông tin, mình cũng không có thẳng là mình đứng giờ cái phe nào, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn còn đang nằm đó. Chúng ta sẽ chờ cơ quan chức năng họ sẽ điều tra và họ làm rõ câu chuyện này ha các bạn anh chị ha. Dạ, tôi hiểu cái chuyện đó, dạ. Dạ, rồi em chúc sức khỏe anh chị nha. Dạ, cảm ơn chú Quốc Võ rất nhiều. Dạ, bye bye. Dạ, bye anh chị, dạ.